Mình đặc biệt rất là yêu thích những cái sản phẩm có màu hồng và đặc biệt là hồng pastel nữa. Thế nên là kể cả làm về những cái sản phẩm gì, ví dụ như những main board hay là các đồ họa thì nó hơi khó, nhưng mà đặc biệt là chuột thì mình rất là hay được ưu ái để cho quý review những em chuột có màu sắc hồng. Thì ngày hôm nay cũng sẽ là một em như thế và đến từ một hãng tương đối là quốc dân về sản xuất chuột, đó là Fulon. Chúng ta sẽ đến với mã đó là A06G nhá. Nhìn vỏ hộp thì mọi người sẽ tưởng em nó là màu đen đúng không, nhưng mà bên trong nó là màu hồng đấy. Em mở ra xem mình có lè mọi người không nhá. Không lè rồi, màu hồng, đúng là màu hồng. Bên trong này chúng ta sẽ có thêm một tờ hướng dẫn nữa, nhưng mà thôi không cần đâu. Rồi, một màu hồng trong trẻo pastel, đúng là gu của tôi đây rồi. Chắc chắn là nhìn cái chúng ta biết ngay chuột đến từ Fulon rồi, bởi vì có logo Fulon ở đây đó. Nhìn cứ như kiểu là sẽ được in xuyên led nhưng thực ra không phải. Lừa. Đây là tổng quan chiếc chuột của chúng ta ngày hôm nay, em Fulon A06G. Nghe tên cứ như là một chiếc chuột gaming nhưng mà thực ra không phải nha. Mình thấy thiết kế đây là một thiết kế nó không quá bé so với những con hay, ví dụ có như là mình vừa review cái đề mấy hôm như là Kinu M104 hay M102, nó sẽ dài hơn một xíu và cái độ cao ở cái đuôi chuột nó cũng sẽ cao hơn một xíu. Đấy, mình thấy rất là vừa tay con chuột này luôn. Thao tác cực kỳ dễ dàng. Với mức giá đó là 189.000 thì nó sẽ bằng với mức giá của em Kinu M102, thì mình không đánh giá cao squeak của chuột trái phải đâu. Nó cũng tương đối là nặng và mình cảm giác nó không được chắc chắn cho lắm. Còn về con lăn này thì nó cũng là một cái con lăn thiết kế cơ bản thôi. Ở những cái con chuột đắt tiền thì chúng ta mới có con lăn vô cực mà thôi. Một cái điểm thiết kế này, tuy là màu sắc tương đối là nhã nhặn như thế này nhá, nhưng mà những cái đường cắt xẻ vào đây này, mình cảm thấy nó tạo nên được cái sự mạnh mẽ cá tính trong mặt thiết kế của em chuột này. Và ở cái chỗ này nữa, nó cũng có một cái đường dọc này. Nói chung là tổng thể cũng đã chú ý hơn một xíu về thiết kế, mặc dù mức giá cũng tương đối là rẻ. Đằng sau thì chúng ta sẽ có thêm một nút on off nữa để tắt bật chuột, và một cái USB Unifying cũng là màu hồng luôn. Trời ơi, cute quá. Rồi, đó cũng là màu hồng luôn, để chúng ta cắm vào các thiết bị. Và em nó sẽ kết nối với giải tần đương nhiên là 2.4GHz rồi. Và em này đã được lắp sẵn pin rồi, thì mình thấy cũng tương đối là chắc tay, chắc phải hơn 90g đấy. Pin của em nó sẽ nằm ở vị trí này, nhưng mà hơi khó cậy ra nên thôi mình sẽ bỏ qua. Đấy, cái pin này thì nó sẽ là pin AA, với tuổi thọ có thể lên đến đó là 1 năm sử dụng. Một năm thay một cái loại pin B thì cái chi phí sử dụng tương đối là rẻ. Cái lớp nhựa này thì mình thấy cũng tương đối là nhám đấy, không quá trơn, thì sẽ giúp cho chúng ta chống bám vân tay, chống bám mồ hôi này, và cái cảm giác thao tác sờ cầm nắm nó thích hơn. DPI của em nó sẽ phục vụ được cái nhu cầu văn phòng làm việc giải trí cơ bản, đó là 1000 DPI, và nó cũng không có cái sự tùy chỉnh luôn, nó sẽ cố định luôn 1000 như vậy. Và nó sẽ vẫn đáp ứng tốt tất cả những nhu cầu cơ bản của anh em thôi. Và cái phạm vi hoạt động nhá, thì em nó sẽ những cái giải tần 2.4GHz thì nó sẽ có phạm vi hoạt động rơi vào khoảng trên dưới 10m, để cho chúng ta những cái thao tác chuẩn xác nhất khi mà làm việc nhá. Link sản phẩm mình đã để ở phần mô tả cho anh em quan tâm rồi. Nhắc lại mức giá nó là 189.000 đồng, tương đối là rẻ, thì chúng ta đã có thể sở hữu được một em chuột rất là cute dễ thương như thế này, nhưng mà cũng không thiếu đi sự cá tính hầm hố một xíu ở trong thiết kế nhá. Anh em quan tâm thì truy cập vào link nhá. Còn anh em quan tâm đến sản phẩm nào nữa thì có thể recommend cho chúng mình. Ví dụ như là về cạc màn hình, về mainboard, về vỏ cây, về PC đồng bộ vân vân, chúng mình đều có thể review tinh tỉ thử ở trên kênh Hacom Quick Review này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nhá.